Nhận định bóng đá Quảng Ninh với Hoàng Anh Gia Lai, 17 giờ ngày 7 tháng 5, một trong những trận cầu tâm điểm của vòng 13 V-League, chính là chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả của Hoàng Anh Gia Lai. Đây được giới chuyên môn đánh giá sẽ là trận đấu tương đối khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Kiatisak Senamwang. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Phong độ của Than Quảng Ninh trong khoảng thời gian gần đây đang là cực kỳ tệ hại. Điều này có thể thấy rõ thông qua thành tích của đội bóng này. Trong 5 lần gần nhất ra quân tại đấu trường V-League, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Thọ chỉ có được duy nhất một chiến thắng, nhưng lại có tới 3 trận thua và một lần chia điểm. Phía bên kia chiến tuyến, phong độ của Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang cho thấy cực kỳ chói sáng. Bằng chứng là trong 5 lượt đấu gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak Senamwang đã giành chiến thắng trong cả 5 lần. Hiện tại, đội bóng phố núi vẫn đang chiếm trệ trên ngôi đầu bảng đấu. Kèo châu Á Than Quảng Ninh đang là sự lựa chọn có thể coi là cửa tử dành cho các bet thủ. Trong 4 trận gần nhất, người chơi đầu tư vào đội bóng này chỉ có được duy nhất một lần thắng kèo. Bên cạnh đó, đặt cược cho Hoàng Anh Gia Lai cũng không cho thấy ngon ăn hơn là bao. Khi tính trong 4 kèo đấu gần nhất, người chơi đặt cược cho họ chỉ có được một lần nở niềm vui chiến thắng. Kèo tài xỉu. Những trận đấu gần nhất của Than Quảng Ninh đang là điểm đến lý tưởng dành cho dân chơi cược xỉu. Khi trong 10 kèo đấu gần nhất của đội bóng này, người chơi đặt xỉu đã ăn tiền đến 8 lần. Phía bên kia, 8 trên 10 trận đấu gần nhất của Hoàng Anh Gia Lai, người chơi đặt xỉu nở niềm vui. Sau 17 lần chạm trán, hai đội bóng đã ghi được 72 bàn, trung bình một trận có 4.24 bàn. Theo chuyên gia, trận đấu tới đây sẽ không nổ tài.